Đấy, xin chào anh em, tôi vừa mới đi một vòng xe điện của VinFast xuống xong. Tạm thời sẽ dừng ở đây để nghỉ một tí. Cái cảm nhận ban đầu đấy là nó rất là êm và có một số những cái công nghệ thông minh nữa, thì tí nữa thì tôi sẽ chia sẻ với anh em kỹ hơn. Và chúng ta sẽ đợi xe trống trống một tí thì chúng ta sẽ nói chuyện và chia sẻ với nhau nó được dễ hơn. Ở đây đang rất là đông người. Hôm nay sức chứa của chiếc xe này lên tới là 68 người, gồm là 20 nếu tôi không nhầm là 26 chỗ ngồi. Còn lại là chỗ đứng. Về cơ bản thì tôi thấy là cái kết cấu về không gian là nó giống như cái xe buýt như anh em vẫn thường hay đi thôi. Nó có thêm một số những cái điểm ưu việt và thông minh mới thì tí nữa tôi sẽ nói với anh em một phần sau. Thời gian đầu thì xe của VinBus đang xin giấy phép để có thể hòa được vào cái hệ thống giao thông công cộng của thành phố. Và trước mắt thì sẽ triển khai ở Hà Nội này, thành phố Hồ Chí Minh, Phú Quốc và Đà Nẵng. Đây, bây giờ thì tôi đang đứng cạnh bác Tài của lái VinBus để xem là cái chỗ này nó có cái gì. Đây này, đầu tiên là cái màn hình này là để hiển thị các cái camera của xe. Đây là cam trước này, này đúng không? Đây là hai cái cam bên trong này, còn đây là cam bên hông à? Không. Bên hông thì có thể đi, có là hai bên đúng không anh? Có cả hai bên. Rồi đấy. Cái hay của cái VinBus này tức là đây có cả cái camera này nữa là để theo dõi cái hành vi của tài xế. Hành vi của tài xế thì sẽ theo dõi xem là cái cách tài xế lái xe như thế nào này, có ăn uống này, có mất tập trung trong cái giờ làm việc hay không. Đó là một cái điểm mà theo tôi là đáng chú ý nhất của cái đợt giới thiệu cái xe VinBus này, bên cạnh là việc là đây là một chiếc xe buýt chạy bằng điện. Đấy, bởi vì là với cái việc theo dõi hành khách như vậy thì chúng ta sẽ yên tâm hơn khi mà đi xe buýt. Và kể cả có cái hệ thống theo dõi ở bên trong xe nữa, ví dụ như là có cướp giật, móc túi hay là bất cứ những cái vấn đề gì xảy ra khi mà chúng ta đi xe thì đều được ghi nhận lại. Cái giám sát tài xế này là hoạt động hoàn toàn tự động theo kiểu là AI. Rồi tài xế trước khi đi là phải kiểm tra nồng độ cồn anh nhỉ? Cho nồng độ cồn thì mới được lái xe. Số này DNR. Muốn đỗ lại thì bấm N xong kéo phanh tay thôi. Tốc độ tối đa là 80 km/h và một lần sạc đi được khoảng 260 km. Và có thể được sạc đầy bằng các cái trạm sạc ở depot trong vòng một tiếng ấy nhỉ, một tiếng rưỡi. Các cái depot của VinBus sẽ được phân bố theo khoa học, theo cái lộ trình của xe. Và diện tích tối thiểu của một cái depot là 1 hecta. Chứng tỏ là để mà xe nó vào được thành phố là cũng là cả một vấn đề đúng không? Nên trước tiên là sẽ là gọi là ở các cái vùng vành đai thôi. Bởi vì là nếu mà bây giờ mà đặt cái 1 hecta ở chỗ Kim Mã hay Giảng Võ thì thôi có vẻ là hơi khó nhỉ. Dần dần một thành phố chắc đến được 1-2 cái. Ừ. Cả Hà Nội. Ông, nhưng mà cơ bản là nó có 280 km, nhưng mà thực tế nếu mà vận hành chắc là khoảng 200 anh nhỉ. Thực đúng tế rồi. Bên mình sẽ tính toán ra là các dạ. Cái lộ trình nó sẽ phù hợp vâng. Với cái vâng. Mục tiêu của xe. Nếu thế thì về cơ bản là chúng ta chỉ cần điểm một điểm thôi, đi cả ngày xong lại quay về cái điểm đấy. Còn lại về cơ bản thì cái điểm khác biệt ngay từ cái tên thì anh em cũng đã biết rồi, thì đó là xe điện thì êm. Đấy, cũng báo các cái điểm dừng. Các cái điểm dừng chờ xe buýt là cũng có các cái bảng để báo, để thông báo lộ trình rồi khoảng cách của xe. Thực ra cái này thì xe buýt cũ đã có từ lâu. Giá vé thì chưa có thông tin chính thức, nhưng mà theo tôi được biết là cũng ngang với kiểu hình thức vận tải truyền thống thôi. Và vẫn có vé tháng, rồi vẫn có vé ưu tiên cho người già hay là học sinh, sinh viên. Cái ưu việt về môi trường của xe điện mà đầu tiên chúng ta có thể nhìn thấy rõ nhất ấy, đấy là nó sẽ không xả khói ra môi trường. Còn cái chuyện mà xử lý cái cục pin như nào, sản xuất cục pin ra sao thì cái đấy hoàn toàn có thể kiểm soát được. Tức là xe xăng khi mà ông thải khói ra môi trường thì rất là khó để kiểm soát vì nó bay lên trời, đúng không? Còn cái cục pin thì nó sẽ nằm im ở đó và hoàn toàn là sẽ phải có những cái, hoàn toàn có thể áp được những cái cơ chế vào cái việc là các ông làm ra cái cục pin đấy như thế nào, các ông xử lý cục pin đấy ra sao. Đấy, đấy là cái mà đầu tiên chúng ta có thể nhìn thấy được cái sự khác biệt của xe điện so với xe xăng. Còn để thực sự là xe điện trở thành một phương tiện giá trị tuyệt đối về việc bảo vệ môi trường thì nó phải đợi, phải đạt đến cái độ phổ cập, cái đấy dần dần. Trên xe điện của VinBus thì sẽ có cổng sạc và có wifi miễn phí. Đây, anh có thể nhìn thấy Go Green, Go VinBus. Đây, bây giờ tôi đang đứng tại cái gọi là cái depot. Đây là cái điểm đầu của cái tuyến xe buýt điện của VinFast, Depot Ocean Park. Ở cái khu depot này thì sẽ có những cái trạm sạc
hiện tại ở đây thì mới có 4 trạm sạc thôi. Mỗi trạm sạc thì sạc được cho 2 xe. Lát nữa thì chúng ta sẽ đi vào bên kia để xem. Máy ở trên này là máy năng lượng mặt trời để cấp điện luôn cho cái trạm sạc. Không biết là thực sự là cái khả năng cấp điện của cái máy đấy như thế nào, có thực tế của nó ra sao. Cái chỗ đỗ xe sẽ là cái chỗ mà chiếm diện tích nhiều nhất. Còn phía bên trong này sẽ là xưởng dịch vụ này và nhà điều hành. Đây, xe điện nhìn đẹp phết nhỉ. Phối màu. Đây này, động cơ có vẻ là đặt ở đây. Động cơ đặt ở đây. Lúc đi thì nó sẽ kêu do. Đấy, về cơ bản là điều hòa rất là mát. Anh em nó thắc mắc là xe điện chạy điều hòa như nào thì chạy điều hòa như bình thường thôi. Ở trên xe còn có cả, đây là cái thùng rác. Lúc đầu nhìn cứ tưởng là cái máy lọc không khí cơ. Đây, đây là chỗ cho người khuyết tật. Về cơ bản là cái cách bố trí không gian ở trên chiếc xe này giống như một cái xe buýt truyền thống thôi. Cũng không có cái sự khác biệt quá nhiều đâu. Sự khác biệt quan trọng nhất đó là những cái công nghệ được mang lên trên này. Và cái mà tôi, như tôi đã nói ở phần trước rồi, là tôi thấy thích nhất và ưu việt nhất, làm tôi quan tâm nhiều nhất, đó là cái hệ thống AI để theo dõi cái hành vi của lái xe. Đó là cái sẽ khắc phục được rất là rốt ráo cái nhược điểm của xe buýt truyền thống. Khi mà lái xe không được kiểm soát thì đấy, như anh em đi xe buýt truyền thống nhiều thì anh em biết rồi. Cái tấm này là để dành cho người khuyết tật này. Người khuyết tật sẽ có cái nút bấm ở phía bên ngoài để thông báo ở trên xe này là tôi đang muốn lên xe, thì sẽ có gọi là tiếp viên xuống để hỗ trợ mở cái này ra để cho người khuyết tật phóng thẳng xe lăn đi lên phía trên này. Đây này cũng là cái màn hình để hiển thị những cái thông tin ở trên xe này. Phần này làm nhô lên khá to này, chứng tỏ là đúng là cái phần động cơ điện theo tôi nghĩ là cũng chiếm khá nhiều diện tích. Cũng làm thậm chí là tôi còn cảm giác là nó cao hơn những cái xe khách bình thường mà chạy động cơ xăng. Ngồi nhô lên như này. Đây các cái cổng sạc. Anh em sau này đi xe buýt chỉ cần mang cái dây sạc của mình lên thôi. Cái trạm sạc này để sạc được cho cái chiếc xe của VinBus đi được quãng đường 260 đến 280 km thì mất khoảng 1 tiếng rưỡi. Tức là gần như là sạc một lần vào sáng sớm, vào đêm, xong ngày hôm sau chạy nguyên cả một ngày khoảng 200 km, và tối về lại sạc. Về cơ bản là độ khả thi theo tôi nghĩ là ok đấy, với những cái thông số và những cái công bố như vậy, rồi với cái hệ sinh thái của Vin. Anh em còn tò mò gì về về xe điện của VinBus nữa không thì có thể comment ở phía bên dưới, tôi có thể sẽ giải đáp thêm. Và anh em nghĩ sao về xe buýt điện, và anh em kỳ vọng gì vào nó thì comment ở phía bên dưới để chúng ta có thể thảo luận với nhau nhiều hơn. Xin chào và hẹn gặp lại trong những video tiếp theo. We'll be right back.